Là trục đường DT744 là trục đường chính của Dầu Tiếng. Trục đường này thì vô tới đất chắc cũng vài trăm mét, là cũng là đường nhựa luôn. Lô này thì hai mặt tiền, một mặt tiền là đường đường nhựa, còn một mặt tiền là đường đường đất. Ở vô trong này cũng có nhiều nhà. Đây, lô nằm đây. I need you right now. Yeah, I need you.